Thêm một chuyện nữa, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau nghe một câu chuyện vô cùng hài hước về một nhân vật đặc biệt mang tên ông Bừa Bộn. Chà, hẳn là nghe tên thôi, bạn cũng đoán ra được đó là người thế nào phải không? Mời các bạn cùng nghe câu chuyện về người bừa bộn nhất trên đời. Chuyện ông Bừa Bộn của tác giả Gojer Hankies, có bản dịch của Mẹ Mây và Lá. Ông Bừa Bộn là người bừa bộn nhất trên đời. Nhìn ông ấy bừa bộn, bởi vì ông ấy làm việc gì cũng bừa bộn. Bạn luôn luôn nhận ra được ông bừa bộn đã ở đâu, bởi vì đi đến đâu ông ấy cũng để lại một đống bừa bộn ở đó. Ồ, chuẩn vậy đấy. Ông bừa bộn từ cái tên nói lên tất cả, bừa bộn một cách tự nhiên luôn. Ông bừa bộn sống trong một ngôi nhà nhìn cực kỳ bừa bộn. Sơn tường bị bong tróc, cửa sổ nứt vỡ, những luống hoa mọc đầy cỏ dại, cánh cổng vườn thì bung khỏi bản lề. Ông bừa bộn có bao giờ cắt cỏ trong vườn không? Không bao giờ. Một buổi sáng, ông bừa bộn thức giấc trên chiếc giường bừa bộn của mình. Ngáp, gãi, ngồi dậy, đi đánh răng và làm rơi kem đánh răng ra ngoài. Ăn sáng, làm rơi vãi hết cả ngũ cốc ra sàn nhà, rồi ra ngoài đi dạo. Trên đường đi thì vấp phải cái chổi mà ông ấy để quên trong vườn từ 2 tuần trước. Phía sau nhà ông bừa bộn có một khu rừng, và đó là nơi mà ông muốn đi dạo. Khu rừng khá rộng với rất nhiều cây cối, phải mất một lúc lâu mới đi xuyên qua hết khu rừng. Nhưng ông chẳng ngại, bởi vì buổi sáng hôm đó ông thích đi dạo. Thế là ông bừa bộn đi, đi mãi, cho đến khi sang tới bìa rừng phía bên kia. Đố bạn biết ông ấy nhìn thấy gì ở đó? Ông bừa bộn bắt gặp một ngôi nhà gọn gàng nhất, đẹp đẽ nhất mà ông từng được thấy trên đời. Ngôi nhà có một khu vườn nhỏ xinh xắn với dòng suối chảy xung quanh. Một người đàn ông đặt cắt hàng rào ngẩng lên khi thấy ông bừa bộn lại gần. Xin chào, tôi tên là Bừa Bộn. Ông bừa bộn nói. À, tôi có thể nhận ra, thật là cái tên hợp với người. Người đàn ông đó vừa nói vừa nhìn ông bừa bộn từ đầu đến chân. Còn tôi, tên tôi là Gọn Gàng. Còn tôi là Sạch Sẽ. Một người đàn ông khác từ trong nhà đi ra và giới thiệu. Gọn gàng và sạch sẽ. Ông Gọn Gàng nói. Sạch sẽ và gọn gàng. Ông Sạch Sẽ nói. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau. Ông Gọn Gàng giải thích. Chủ ngôi nhà này yêu cầu chúng tôi làm một số việc cho họ. Một số việc gì vậy? Ông bừa bộn hỏi. À, chúng tôi làm cho mọi thứ sạch sẽ và đẹp đẽ. Ông Sạch Sẽ nói. Dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng. Ông Gọn Gàng nói. Liệu chúng tôi có thể đến nhà và làm việc gì đó cho bạn được không? Ông Sạch Sẽ nhìn ông bừa bộn. Người mà giờ đây nhìn còn bừa bộn lộn xộn hơn cả lúc sáng. Nhưng tôi không muốn mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ. Ông bừa bộn khổ sở giải thích. Thật vớ vẩn. Ông Gọn Gàng nói. Thật vô lý. Ông Sạch Sẽ nói. Nào, hãy cùng đi thôi. Nhưng... Ông bừa bộn lắp bắp. Không nhưng gì hết. Thế là ông Sạch Sẽ đẩy ông bừa bộn vào cái xe tải, lên đường đến nhà ông bừa bộn ở phía bên kia khu rừng. Thiên đường đây rồi. Ông Sạch Sẽ thốt lên khi nhìn thấy nơi ở của ông bừa bộn. Chà, tuyệt đấy. Ông Gọn Gàng nói thêm.
Đây là ngôi nhà bừa bộn nhất mà chúng tôi từng thấy từ khi sinh ra đến giờ. Cả hai cùng thốt lên, hãy dọn dẹp ngôi nhà nào. Vậy là trước khi ông bừa bộn kịp mở miệng, thì ông gọn gàng và ông sạch sẽ đã chạy tới chạy lui khắp cả ngôi nhà. Ông sạch sẽ cuốc đất, cắt tỉa, xới đất, đào luống, dọn dẹp, làm cho khu vườn nhìn sạch sẽ hơn hẳn trước đây. Ông gọn gàng sắp xếp, cọ rửa, sơn tường, sửa chữa, làm cho mặt ngoài của ngôi nhà nhìn ngăn nắp hơn bao giờ hết. Rồi cả hai cùng vào trong nhà. Thiên đường đây rồi. Lần thứ hai trong ngày, ông sạch sẽ thốt lên câu đó. Chà, tuyệt đấy. Cũng là lần thứ hai trong ngày, ông gọn gàng thốt lên câu đó. Thế là họ bắt đầu dọn dẹp ngôi nhà từ trên xuống dưới. Họ quét, lau, đánh bóng, chà sát, làm cho căn nhà nhìn gọn gàng và sạch sẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta đã hoàn thành, ông gọn gàng nói. Tất cả đã xong, ông sạch sẽ nói. Tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ, ông gọn gàng nhận xét. Tất cả đều sạch sẽ và gọn gàng, ông sạch sẽ nhận xét. Còn ông bừa bộn thì không biết nói gì. Rồi họ cùng nhìn ông bừa bộn. Bạn có đang nghĩ cái điều mà tôi đang nghĩ đến không? Ông sạch sẽ hỏi ông gọn gàng. Chính xác luôn, ông gọn gàng trả lời. Điều mà chúng tôi đang nghĩ đó là... Họ cùng nhau lên tiếng. Nhìn bạn quá bừa bộn để sống trong một ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ như thế này. Nhung, nhung, ông bừa bộn lắp bắp. Thế là mặc kệ cho ông bừa bộn nói gì đi nữa, ông sạch sẽ và ông gọn gàng đẩy nhanh ông ấy vào phòng tắm. Trước đây, phòng tắm là nơi bừa bộn nhất căn nhà. Nhưng giờ thì dĩ nhiên là nó đã gọn gàng, sạch bóng kinh kíp. Ông sạch sẽ giữ một cánh tay ông bừa bộn. Ông gọn gàng giữ cánh tay còn lại. Họ nhấc thẳng ông ấy vào bồn tắm. Ông bừa bộn thường không hay tắm. Nhưng ông sạch sẽ và ông gọn gàng chà sát, cọ rửa, lau chùi, chải tóc cho ông bừa bộn, cho tới khi nhìn ông ấy chẳng còn bừa bộn chút nào. Giờ đây, nhìn ông ấy ngược lại hoàn toàn với bừa bộn. Ông bừa bộn ra soi gương và thốt lên bằng một giọng vô cùng hãnh diện. Các bạn có biết tôi sắp phải làm gì không? Ông sạch sẽ và ông gọn gàng lo lắng hỏi. Bạn sắp làm gì vậy? Tôi sắp phải đổi tên của mình. Ha ha ha. Ông bừa bộn trả lời. Ông sạch sẽ và ông gọn gàng cũng cười. Thế là họ cùng nhau cười phá lên. Ha 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 ha. Rồi từ đó họ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nhưng xin được nhắn nhủ thêm, nếu như bạn là một người bừa bộn thì có lẽ bạn cần có hai người đến thăm nhà đấy. Và bạn biết hai người đó được gọi tên là gì rồi chứ?